World Cup 2014, trong cuộc chinh phục giấc mơ của Hà 14 năm, người Đức chỉ mang đến Brazil duy nhất một tiền đạo đích thực, một cái tên đã quá quen thuộc trong màu áo đài Mannschaft, Miroslav Klose. Bóng đá Đức dù đã sản sinh ra một thế hệ đầy rẫy tài năng nhưng lại khan hiếm những chân sút. Không hẳn, vì đơn giản, Klose dù ở tuổi 36, anh vẫn luôn là người được chọn vì anh là biểu tượng, sức sống và là niềm tin bất diệt của dân tộc Đức. Klose không thuộc mẫu tiền đạo thích nói nhiều, anh là người muốn chứng minh năng lực bằng hành động cụ thể. Trước khi đến với World Cup 2014, báo chí, giới chuyên môn và cả đồng đội của anh nói nhiều đến những kỷ lục mà anh có thể thiết lập tại giải đấu này. Nhưng Klose dường như không quan tâm, thứ duy nhất làm anh quan tâm chính là ngôi sao thứ tư trên ngực áo của đội tuyển Đức. Thậm chí, trong khoảnh khắc anh nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Brazil tại bán kết, Klose cũng chỉ nghĩ đơn giản, đó là một pha lập công để Mannschaft tiến gần hơn đến chức vô địch. Bàn thắng đó đã đưa anh chính thức vượt qua người ngoài hành tinh, đang ngồi trên chính cabin của sân để bình luận. Miroslav Klose trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với 16 bàn thắng và chiếc cúp vàng thế giới sau 24 năm đợi chờ của người Đức. Sinh ngày 9 tháng 6 năm 1978 tại Oppo, Silesia, Ba Lan, trong một gia đình có truyền thống thể thao, mẹ anh Barbara Zas là thành viên của đội tuyển bóng ném nữ quốc gia Ba Lan. Cha anh Joseph Klose thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Ba Lan cho Ultra Oppo và Auxerre của Pháp. Năm 86, Miroslav Klose cùng với mẹ chuyển đến định cư ở quê nội tại Kusen, Tây Đức, nơi anh bắt đầu công việc làm thợ mộc và chơi bóng cho câu lạc bộ địa phương Dijkhoff. Những buổi tập ở đội bóng chơi tại giải hạng 7 của Đức không chỉ giúp Klose cải thiện kỹ năng chơi bóng mà còn gieo cho anh niềm đam mê với quả bóng tròn. Ở tuổi 16, Klose được cho thử vận may ở trường thể thao Edinburgh, nhưng có lẽ Chúa đã thử thách quyết tâm của anh. Anh bị gửi trả về chỉ sau đúng một ngày tập. Klose vẫn kiên trì để sau đó chuyển tới Homburg vào năm 98. Chỉ sau một năm, cơ hội đến với anh, đại diện của Kaiserslautern phát hiện ra và mang anh về đội trẻ. Năm 99, bóng đá Đức chưa có nhiều đất cho các cầu thủ trẻ và các cầu thủ của đội 2 hiếm khi nào được cân nhắc lên đội 1. Huấn luyện viên đội trẻ của Kaiserslautern, Michael Dussek, đã bị Miroslav Klose thuyết phục bằng lối chơi đỉnh đạt. Để rồi sau đó, huấn luyện viên đội 1 Otto Rehago bị cả hai thầy trò Klose, Dussek chinh phục. Sau nhiều năm lận đận, anh đã tìm thấy ánh sáng của mình trong sự nghiệp. Klose có trận đầu tiên tại Bundesliga vào tháng 4 năm 2000 và dưới thời Otto Rehago, anh được bố trí đá tiền vệ. Nhưng có lẽ, sáng suốt nhất trong sự nghiệp cầm quân của King Otto là ông đã mạnh dạn đưa Klose lên đá trung phong. Ở vị trí này, anh ghi đến 16 bàn sau 25 trận đá chính trong mùa 2000-2001 cho Kaiserslautern. Như một lẽ tự nhiên, huấn luyện viên đội tuyển Đức Rudi Völler không thể bỏ qua Miroslav Klose. Ông triệu tập tiền đạo gốc Ba Lan cho trận đấu gặp Albania vào tháng 3 năm 2001 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002. Đội tuyển Đức dưới thời Rudi Völler thường tỏ ra khó khăn trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự của những đối thủ dù bị đánh giá yếu hơn. Với Albania cũng vậy, khi tỷ số đang là 1-1, Völler hướng về băng ghế dự bị để tìm kiếm một sự khác biệt. Miroslav Klose, 23 tuổi, anh là người được chọn để thay thế Oliver Neuville trong hy vọng mang đến hơi thở mới cho hàng công của xe tăng Đức. 2 phút trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các tờ báo thể thao hàng đầu của Đức đã phải thay toàn bộ những tiêu đề vốn đã được họ gõ sẵn. Ở thời điểm mà người hâm mộ chuẩn bị đối diện thêm một thảm họa, Klose đã mang lại sự sống cho đài Mannschaft. Từ pha băng ra cản bóng không thành công của thủ môn Foto Strakosa, bóng tự tìm đến vị trí của anh chàng dự bị trẻ tuổi, cách khung thành chưa đến 2m. Anh ta quyết định gần như nằm hẳn xuống sân để đánh đầu, thay vì dứt điểm bằng chân đưa bóng vào lưới trống. Một tình huống lập công, trái ngược hoàn toàn với phong cách và công thức của những tiền đạo hiện đại. Và sau đó, anh không quên một cú Santo quen thuộc. Màn ăn mừng khởi đầu của hình ảnh sau này trở thành biểu tượng của Ring Close. Khoảnh khắc ấy, hơn 2 vạn khán giả có mặt tại Bay Arena đã may mắn được chứng kiến những bước đi đầu tiên của một huyền thoại. Bàn thắng vào lưới Albania không hề khó,
không được thực hiện bởi kỹ thuật điêu luyện, không hoành tráng về mặt hình ảnh, nhưng nó cho thấy sự nhạy cảm về không gian, thời gian và bản năng đánh hơi bàn thắng của Miro. Phong độ siêu ấn tượng đó tiếp tục được Lowe thể hiện trong 7 bàn thắng tại vòng loại trước khi cùng Man Sharp đến Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự World Cup 2002. Anh trở thành ngòi nổ số 1 của xe tăng Đức tại kỳ World Cup năm đó. Close lập hat-trick ngay trong trận mở màn gặp Ả Rập Saudi, Đức thắng 8-0. Sau đó là hai bàn lần lượt vào lưới Cộng hòa Ireland và Cameroon. Miroslav Close thiết lập kỷ lục mới, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi cả 5 bàn thắng đều bằng đầu trong một vòng chung kết. Đội tuyển Đức vào đến trận đấu cuối cùng nhưng đã để thua một Brazil đến từ ngoài hành tinh. Don't try to fight the, you know I'm here. Waiting for you. I know you like me. This moment here slipping away just... Sau khi trở về từ World Cup, anh chơi thêm 2 năm cho Kaiserslautern trước khi đầu quân cho Werder Bremen vào năm 2004. Phong độ hủy diệt ấy, 15 bàn ngay mùa đầu tiên, Close trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất Bundesliga và là sự thèm muốn tột độ của Bayern Munich. Mùa 2005-2006, anh giành cú đúp danh hiệu cá nhân của giải đấu số 1 nước Đức, bao gồm vua phá lưới với 25 bàn và cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Cây săn bàn số 1 của Bremen tiếp tục là niềm tin của bóng đá Đức tại World Cup 2006 ngay tại quê nhà. Anh cùng với ngôi sao trẻ Lukas Podolski tạo thành cặp đôi hoàn hảo trong trận khai mạc gặp Costa Rica vào ngày 9 tháng 6, cũng là sinh nhật lần thứ 28. Close đã tự thưởng cho mình bằng một cú đúp giúp Đức thắng 4-2. Anh thì được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Miroslav Close tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới của Ecuador trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Tại tứ kết, họ đụng độ Argentina. Anh ghi bàn thắng gỡ hòa một đều cực kỳ quan trọng, đưa Đức đến loạt penalty và giành chiến thắng. Nhưng đội chủ nhà chỉ kết thúc giải đấu ở bán kết trước đội vô địch năm đó Ý. Đức về thứ 3 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha. Close trở thành cầu thủ người Đức thứ 2 sau Gerd Müller giành danh hiệu chiếc giày vàng vua phá lưới World Cup. Anh trở thành mục tiêu săn đuổi của Barcelona, Juventus và không ai khao khát mãnh liệt hơn Bayern Munich. Sau 132 trận đấu và 64 bàn thắng cho Werder Bremen, anh quyết định chia tay câu lạc bộ để đầu quân cho Bayern Munich vào năm 2007. Tại Bayern, Close đã cặp ăn ý với Luka Toni và Lukas Podolski. Trong mùa giải đầu tiên, anh cùng với Bayern giành được cú đúp Bundesliga và cúp quốc gia. Đến Euro 2008, dưới sự dẫn dắt của Joachim Löw, Miro góp một bàn trong chiến thắng 3-2 trước Bồ Đào Nha và một bàn tại bán kết trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đức một lần nữa dừng bước ở chung kết của một giải đấu lớn, lần này là trước người Tây Ban Nha. Mùa 2009-2010, Close cùng hùm xám Bavaria giành thêm một cú đúp quốc nội Bundesliga và cúp quốc gia trước khi anh lên đường đến Nam Phi dự kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp. Miroslav Klose tiếp tục lập công ngay trận mở màn gặp Úc. Sau đó, Đức đụng độ với Anh tại vòng 1-16. Anh góp một bàn trong chiến thắng 4-1.
Duyên phận đưa Đức gặp lại Argentina tại tứ kết. Anh ghi 2 bàn giúp Đức có được chiến thắng chung cuộc 4-0, đồng thời có được 14 bàn thắng sau 3 kỳ World Cup, ngang bằng với thành tích của Gerd Müller và chỉ còn kém kỷ lục của người ngoài hành tinh Ronaldo 1 bàn. Đức dừng chân ở bán kết trước Tây Ban Nha. Miroslav Klose dính chấn thương và bỏ lỡ trận đấu trên hạng 3 gặp Uruguay. Cuối mùa 21-22, anh chia tay nước Đức để đến Lazio chơi bóng. Câu lạc bộ thành Rome cũng là đội bóng nước ngoài đầu tiên và cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của Miro. Dù anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Đức tại vòng loại Euro 2012, nhưng đến vòng chung kết, anh chỉ ghi được đúng 1 bàn trong trận đấu vòng bảng thắng Hy Lạp 4-2. Đến Brazil 2014, Miroslav Klose đã không còn đóng vai trò quan trọng như trước. Tuổi tác chính là trở ngại lớn nhất, nhưng nó không thể ngăn cản anh chinh phục những kỷ lục mới. Đó là mùa hè đẹp nhất trong đời anh, cũng như vô cùng khó quên với tất cả người dân nước Đức. Close góp 2 bàn thắng vào chiến tích vô địch thế giới lần thứ 4 của cổ xe tăng, đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup 16 bàn, vượt qua cả kỷ lục 15 bàn của người ngoài hành tinh Ronaldo, người đang ngồi trên cabin trực tiếp bình luận trận thua thảm hại 1-7 của đội nhà. Ngày 11 tháng 8 năm 2014, anh chia tay đội tuyển Đức với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này với 71 bàn thắng sau 137 trận đấu. Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Serie A chứng kiến một sự kiện chưa bao giờ có. Trong trận cầu Napoli-Lazio, Klose theo bản năng đã dùng tay đưa bóng vào lưới. Sau khi ăn mừng, lương tâm anh trỗi dậy, anh tiến lại thừa nhận với trọng tài Luca Panti việc mình đã ghi bàn sai luật. Panti nghe theo anh, khứ từ bàn thắng. Thay vì thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ vàng dành cho Klose, thì vị trọng tài này đưa ra để bắt tay với anh. Các cầu thủ Napoli chạy đến ôm lấy anh, như thể anh là đồng đội của họ. Ở một xứ sở mà bóng đá luôn đi liền với sự thực dụng, ở một thời đại mà bóng đá luôn đi liền với tiền bạc hay sự thị phi, Klose quả thực rất khác biệt và có sức lan tỏa lớn. Đó cũng không phải là lần đầu tiên anh thể hiện sự fair play. Khi còn chơi cho Bremen, anh đã từng từ chối một quả penalty của trọng tài vì anh cho rằng mình không xứng đáng được hưởng nó. Trong trận đấu chia tay Lazio, Miroslav Klose đã ghi bàn thắng thứ 54 để trở thành chân sút nước ngoài ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử câu lạc bộ này. Các cầu thủ Lazio hôm đó mặc áo thun có tên anh để tri ân và chào từ biệt. Không chỉ trung thực, Klose còn khiêm tốn, một sự khiêm tốn đáng ngạc nhiên với một trung phong hàng đầu thế giới như anh. Lịch sử cần những ngôi sao ghi bàn hào nhoáng như Ronaldo, nhưng nó cũng cần những chân sút bình dân như Klose. Trong 16 bàn của anh tại World Cup, tất cả đều đến trong vòng cấm, đều là những pha chạm bóng thoạt trông rất đơn giản. Nhưng như Johan Cruyff đã nói, chơi bóng đơn giản chính là điều khó nhất trên đời. Khi giải nghệ,
Anh là chân sút ghi bàn quốc tế nhiều nhất trong thế kỷ 21, là cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi bàn trong 4 kỳ World Cup khác nhau sau Pele. Anh cũng không quên nguồn cội Ba Lan của mình. Anh và vợ cho các con học tiếng Đức ở trường, nhưng về nhà thì phải giao tiếp bằng tiếng Ba Lan. Không scandal, không phỏng vấn cá nhân, ít khi lên truyền hình. Anh thậm chí còn không có cả biệt danh để người ta dễ nhớ. Là cầu thủ gốc Ba Lan, nhưng lại mang đầy đủ tố chất và hình ảnh của nền bóng đá Đức. Đơn giản, trầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả. Nói về Close, ta khó tìm ra những ngôn từ hoa mỹ, bởi những bàn thắng của anh đến như một lẽ tất yếu, như một nhiệm vụ mà anh phải làm. Close chính là một quyển lịch sử sống gần 2 thập kỷ chứng kiến bao sự thay đổi lớn lao của nền bóng đá xứ bia tươi. Hãy cùng nhìn lại 16 bàn thắng đã giúp huyền thoại giản dị này đi vào lịch sử World Cup. Nếu thích Miroslav Klose, đừng quên like và subscribe để kênh tiếp tục làm thêm vào những huyền thoại khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.